Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc nói cánh cửa ngoại giao của Washington vẫn mở và chờ Bắc Kinh có động thái để cải thiện quan hệ. Chúng tôi cần những kênh tốt hơn, sâu sắc hơn giữa hai chính phủ và sẵn sàng đàm phán. Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc Nicholas Burns ngày 2 tháng 5 nói với trung tâm Stimson ở Mỹ qua video từ Bắc Kinh. Điều này đặc biệt quan trọng khi chúng ta có những vấn đề và bất đồng lớn. Đại sứ Burns thêm rằng Mỹ chưa bao giờ ngại đàm phán và hy vọng Trung Quốc sẽ thỏa hiệp. Giới chức Trung Quốc chưa bình luận về phát biểu của ông Burns. Ông Burns bình luận trong bối cảnh quan hệ Mỹ-Trung căng thẳng, liên quan nhiều vấn đề như thương mại, Đài Loan, quốc phòng, nhân quyền, chính trị và tầm nhìn khác nhau về hệ thống toàn cầu. Trung Quốc luôn coi Đài Loan là một tỉnh chờ thống nhất, có thể sử dụng vũ lực nếu cần thiết. Căng thẳng leo thang đáng kể hồi tháng 8 năm 2022, khi Chủ tịch Hạ viện Mỹ lúc đó là Nancy Pelosi thăm Đài Loan. Trung Quốc đáp trả bằng đợt tập trận bắn đạn thật dài ngày quanh Đài Loan, tuyên bố chấm dứt hợp tác với Mỹ ở nhiều lĩnh vực như biến đổi khí hậu, nỗ lực chống ma túy, đàm phán quân sự. Quan hệ Mỹ-Trung phần nào tan băng từ tháng 10 năm 2022, nhưng nỗ lực để cải thiện mối quan hệ đã đình trệ sau vụ khí cầu Trung Quốc bị Mỹ bắn hạ hồi đầu tháng 2. Dấu bé break. Vào thời điểm này, thật khó để dự đoán khi nào tình hình sẽ cải thiện, nhưng chúng tôi chưa bao giờ ủng hộ đóng băng quan hệ. Chúng tôi không muốn xung đột hay trở lại mối quan hệ kiểu chiến tranh lạnh với Trung Quốc. Chúng tôi cần sự ổn định hơn trong quan hệ này, Burns nói. Ông Burns nói chính sách của Mỹ trong vấn đề Đài Loan không thay đổi, kêu gọi Trung Quốc từ bỏ ý định sử dụng vũ lực đối với hòn đảo. Đại sứ Mỹ thêm rằng nền tảng của bất kỳ quan hệ song phương nào là quan hệ kinh tế và giao lưu giữa người với người, ngay cả khi các quốc gia cạnh tranh gay gắt. Trung Quốc hiện không có đại sứ tại Mỹ kể từ khi ông Tần Cương rời vị trí hồi tháng 12 năm 2022 để đảm nhận vị trí ngoại trưởng. Đây là khoảng thời gian dài nhất mà ghế này bị bỏ trống kể từ khi hai nước bình thường hóa quan hệ năm 1979. Theo South China Morning Post, cảm ơn các bạn đã xem bản tin.